Thưa quý vị, một nhân vật cũng thuộc dạng nữ hoàng, nhưng không phải về đỉnh cao sắc đẹp, mà là về sự lầy lội, Lâm Vĩ Dạ. Ơi, ghê quá. Thưa quý vị, đi chung với Lâm Vĩ Dạ không ai khác, Hứa Minh Đạt. Cái gì vậy? Có những người thì trầm tính, nhưng là một bờ vai vững chắc dành cho người phụ nữ. Xin giới thiệu tiến sĩ tình yêu Tiến Luật. Ngay bây giờ là một người hài thật hài, khôi ngô tuấn tú, hiện tại rất thành đạt. Xin giới thiệu Lê Dương Bảo Lâm. Về chỗ muốn giao lưu gì luôn hả? Không. Ủa chị, giờ bắt đầu mình làm cái này từ năm bao nhiêu tuổi vậy chị? Cái này mình làm từ hồi nhỏ, là cái này là cái mấn đội linh hoạt mặc áo dài. Cái mấn này là cái mấn đúng không chị? Cái này là cái dĩa mình để đựng trái cây. À cái này là dĩa đựng trái cây mà đem lên đầu. Cái này cái dĩa luôn hả? Cái này cái dĩa đựng trái cây. À, nói cái nón. Cái này quạt mo hả chị? Dạ. Ủa chị, quạt đó làm bằng gì chị? À, làm từ cái mo cao. Từ mo cao mà tự nhiên để vô cái chỗ dừa người ta. Mình làm hết các sản phẩm từ lá luôn. Các sản phẩm thân thiện với môi trường. Mình là chuyên về lá hả? Dạ, chuyên về lá. Lá mè cũng làm gì không chị? Lá mè mình nấu canh đi anh. Cơ sở mình thành lập được bao nhiêu lâu rồi chị? Cái này chắc để đón đi, chứ mình không trả lời được. Chị lấy chồng là lúc đó chị lập cơ sở chưa? Thôi mình này mình bí mật nha. Không, phải khai chứ. Sao lên chơi mà bí mật hoài? Tụi em có giấu giếm gì chị đâu. Tụi em giấu giếm tụi em hoài. Mọi người ơi, mọi người làm áp lực quá. Ủa mọi người vô coi like của mình chưa vậy ta? Ủa 138.000. Xin chào mọi người. Cả nhà ơi, cả nhà bữa nay ăn tối chưa ạ? Hôm nay có đi đâu chơi không? Mọi người không đi chơi thì ở nhà coi Thúy Ngân like nha. Hôm nay người sẽ giới thiệu cho thuốc giảm cân cực kỳ đặc biệt, dành cho những người ăn cũng mập, thở cũng mập, ngủ cũng mập, không có người yêu cũng mập. Chị ơi, cho em quảng cáo ké một cái nha. Em có bán mắm ruốc, mắm tôm, cả nhà ủng hộ em nha. Mình là đang nói về thuốc giảm cân, mình sẽ block cái comment này nha mọi người. Dạ, cảm ơn mọi người. Vừa rồi á, Thúy Ngân có bán một vị thuốc cho chị Lâm Vĩ Dạ. Mọi người biết không? Vừa rồi chị Lâm Vĩ Dạ tăng 12kg. 12kg trong một tuần. Trời ơi, uống thuốc của Thúy Ngân chỉ trong vòng 2 ngày thôi giảm được 5kg rồi đó mọi người. Và đến bây giờ thì Thúy Ngân cũng chia sẻ là livestream của Thúy Ngân cũng kết thúc rồi. Ngày mai mình sẽ live một sản phẩm khác cũng đặc biệt không kém. Đó chính là thuốc mọc tóc nha mọi người. Mọc tóc nha mọi người. Mọc tóc nha mọi người. Vui, vui, lại vui. Vui, 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 vui. Tôi cho một cái cười. Ai là số 1 20 giờ Chủ nhật trên kênh Vi Giải Trí.